Một trong những vấn đề bức xúc được nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại buổi đối thoại với Thủ tướng diễn ra vào ngày 17 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội, đó là những áp lực mệt mỏi trong quá trình thanh kiểm tra. Thế nhưng mới đây, một cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ở Bình Phước lại gửi đơn đi khắp nơi, yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc thanh kiểm tra để bảo vệ mình trước sự việc bị tạm dừng hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh. Phóng viên của Alo Đường Dây Nóng đã đi tìm hiểu căn nguyên của đề xuất lạ lùng này. 2 năm tham gia ký kết bảo hiểm y tế, cơ sở này chưa từng bị thanh kiểm tra và lập biên bản về tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến khám chữa bệnh cho bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế. Thế nhưng, mới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam lại yêu cầu Bảo hiểm xã hội Bình Phước tạm dừng hợp đồng với cơ sở này từ ngày 1 tháng 6 để vào cuộc thanh kiểm tra làm rõ. Tạm dừng hợp đồng cũng có nghĩa là dừng khám chữa bệnh cho hàng trăm bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế. Điều đáng nói là chưa biết đến bao giờ các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc thanh kiểm tra. Vì lẽ đó, cũng dễ hiểu khi bà Ngô Minh Chiến, chủ phòng khám luôn mong ngóng từng ngày để mình được thanh kiểm tra làm rõ. Chúng tôi vẫn tha thiết và chúng tôi rất mong muốn là bằng có một đoàn kiểm tra của liên ngành giữa bảo hiểm và Bộ Y tế đến để thanh tra kiểm tra chúng tôi để làm rõ và làm sự trong minh bạch cho doanh nghiệp của chúng tôi. Cơ sở mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Bình Phước tạm dừng hợp đồng với phòng khám đa khoa Tâm Đức là do có một số phóng sự phản ánh về những khuất tất trong vấn đề khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế này được đăng tải trên một phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó là báo cáo của Bảo hiểm xã hội Bình Phước chứ không phải dựa trên bất kỳ biên bản vi phạm nào. Thì đối với phòng khám Tâm Đức, qua cái báo cáo của Bảo hiểm xã hội Bình Phước vừa rồi, qua cái xem xét cụ thể thì phòng khám này cũng có những cái vấn đề liên quan đến việc đăng ký hành nghề rồi vấn đề khám chữa bệnh. Đấy, ví dụ như là phòng khám là thiếu bác sĩ ngoại, phòng khám lại sử dụng cả những cái người mà không đảm bảo về chứng chỉ hành nghề để mà khám chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội thì căn cứ vào báo cáo nội bộ để tạm dừng hợp đồng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các điều khoản tại hợp đồng giữa Bảo hiểm xã hội Bình Phước với cơ sở này, tại điều 7 ghi rõ, nếu có tranh chấp vẫn phải đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Ở đây, dù mới chỉ là nghi vấn, Bảo hiểm xã hội tỉnh vẫn tạm dừng hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, đây là một quyết định chứa đựng nhiều rủi ro pháp lý. Theo như thông tin tôi được biết, thì bên phía chính cái phòng khám đa khoa Tâm Đức này và bên chỗ bảo hiểm xã hội của Bình Phước chưa có một cái kết luận cuối cùng về những vi phạm hay kể cả trình tự thủ tục của việc vi phạm đó là phải lập biên bản và ra quyết định về những cái hành vi vi phạm. Chỉ khi có vi phạm rồi thì mới có thể tiến hành việc tạm dừng theo cái công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tiếp tục tìm hiểu, phóng viên còn phát hiện tại cùng một điều khoản hợp đồng trong cùng một thời điểm ký kết giữa Bảo hiểm xã hội Bình Phước với 2 cơ sở công lập và tư thục có nội dung rất khác nhau. Với cơ sở công lập, việc dừng hợp đồng phải được báo trước cho cơ sở y tế trước 3 tháng. Nhưng với cơ sở tư nhân, như phòng khám đa khoa Tâm Đức, việc này hoàn toàn theo sự quyết định của Bảo hiểm xã hội Bình Phước. Điều này càng đặt dấu hỏi có hay không sự phân biệt đối xử giữa Bảo hiểm xã hội Bình Phước với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.